أمثلة على الشرك الأكبر. مقيجة وجافيك شرك أكبر أنتنا شتلال. أي عبادة تصرف لغير الله هي شرك أكبر. بقينا هندك هندا هندك طوم ثنا ngoài Allah thì đó chính là shirk lớn. يصلي لغير الله. يصلي لغير الله يصلي لأصحاب القبور يصلي من الجن. Tức là chúng ta tôn thờ ngoài Allah, chúng ta hành đạo ngoài Allah. يدعو غير الله يدعو أصحاب القبور. Chúng ta cầu xin một hình thức khác ngoài cầu xin tới Allah. يذبح للجن لأصحاب القبور. Chúng ta hiến tế cho một vật thể cho một thần linh nào khác ngoài Allah. يعظم أصحاب القبور أو يحب أصحاب القبور كمحبة الله أو أشد. Chúng ta nâng địa vị của một ai đó hay là một cá nhân nào đó, kể cả người đã chết hay là người đã sống, ngang bằng với Allah thì đó chính là shirk. Nào.